Kỳ Lân Luxury trân trọng giới thiệu bao da Vertu Signature S vàng khối đa màu sắc được giới chiêu mộ yêu thích và săn đón nhiệt tình nhiều nhất của nhà Kỳ Lân. Với sứ mệnh cung cấp những bao da mềm màu, chất lượng và bảo vệ điện thoại tối ưu nhất thì chất liệu được sử dụng chính cho điện thoại là loại da cá sấu cho lớp da bên ngoài. Từng chi tiết được đo lường, cắt gọt và may đo kỹ lưỡng theo đúng kích thước tiêu chuẩn của Vertu Signature S nên khi cầm điện thoại mang đến cảm giác bao da ôm sát thân máy vừa vặn khó bị tuột ra ngoài. Đặc biệt với điểm nhấn logo vàng nguyên khối giúp bao da trở nên sang trọng, nổi bật trong mọi hoàn cảnh. Tóm lại, bao da điện thoại Vertu Signature S giúp bảo vệ điện thoại vừa có tính dẻo mềm, đàn hồi tốt và không bị đứt gãy, tạo cảm giác êm ái cho đôi bàn tay và trải nghiệm mới mẻ cho người sử dụng. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất. Tại đây, Kỳ Lân Luxury, chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân hotline 0901 247 247. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.